Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt cán bộ, viên chức, người lao động của đài nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Tại buổi họp mặt, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, cơ quan ngôn luận của Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Nhằm kỷ niệm tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, đôi khi là cả máu và nước mắt để độc giả có những bài báo hay, sự kiện nóng hổi, chân thật. Năm 1985, Ban Bí thư Trung ương đã lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày báo chí Việt Nam. Năm 2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo trong tỉnh nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang nói riêng đã đồng hành cùng dân tộc suốt hơn 9 thập kỷ qua, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiện nay đa số cán bộ, viên chức, người lao động đài có trình độ, năng lực chuyên môn nghề nghiệp ngày càng nâng lên. Đa số người làm báo tâm huyết, say mê nghề nghiệp hơn, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong không khí thân mật của buổi họp mặt, ông Lê Văn Chuyển, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, viên chức, người lao động đài trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những thách thức của đài trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin, sự lên ngôi của mạng xã hội. Để tránh tụt hậu về thông tin, Giám đốc đài yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động tìm hiểu và áp dụng các phương pháp thể hiện mới để tăng sức hút đối với khán thính giả. Bên cạnh đó, mỗi người phải tự rèn luyện bản lĩnh, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ gắn liền với trách nhiệm xã hội, thực sự trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của nhân dân. Mỗi người phải nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhân, từ đó tạo sức mạnh để thương hiệu của đài ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt, tập thể đài cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Dịp này, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã trao tặng giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm báo chí tiêu biểu.